Cối pha lúc 11. Đó, rất kỳ đẹp. Chiếc TL 3007 Easy K 2 cầu xe bái. Rồi, chiếc coi quay cho mọi người coi. Đấy. Cái khung thùng đó là nó đang dốc nha, mai mốt mới kê lên nha. Kê lên nó bằng nó mới đẹp. Đó. Xe bái có khác khô răng. Đây số máy.